A Nan chầu bốn phương A La Hán giới thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Ô vô tu sắp phẩm mắng gà lăng rắc khanh tu sắp bà đế vả ta sắp bà bụt đá hai nô pha quê nà sà đà sô thi phô quanh tu tê phô vô tu sắp phẩm mắng gà lăng rắc khanh tu sắp bà đế vả ta sắp bà thăm mai nô pha quê nà sà đà sô thi phô quanh tu tê phô vô tu sắp phẩm mắng gà lăng rắc khanh tu sắp bà đế vả ta sắp bà sẵn khá hà nô pha quê nà sà đà sô thi pháp quan tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật do nhờ quái đức của giáo pháp do nhờ quái đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu lành thay Akasattha Chappumattha Devanaga Mattika Punyang No Anumodan Tu Chi Rang Rakkhan Tu Sa Sanang Akasattha Chappumattha Devanaga Mattika Punyang No Anumodan Tu Chi Rang Rakkhan Tu No Garo Akasattha Chappumattha Devanaga Mattika Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc khanh tu nhà ta dô A ca sát tha chấp phùm mát tha đê qua na gà mát thi ca Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc khanh tu ba ni nô A ca sát tha chấp phùm mát tha đê qua na gà mát thi ca Bụt nhân nô anô mô đàn tu chi rằng rạc khanh tu nô sa la chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bộ các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dặn kinh chi cu sa la căn mạng cắt tắp bằng kỳ ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô a ti dê cha sát ta a san nhi nô ca tăng quân nhá pha lăng mây hằng sắp bê pha ri pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đình năng buồn nhã phá lặng ma già về chất ta tha na cha nam ti đề hòa gần tòa ni quê đã dùng sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phô cha nàng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành kiểu nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ôn dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hạng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng y đàn vô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh y đàn quá ta mê buồn nhàn a sa quất ca già quá hàng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là bọn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ.
phước báo trong sạch nào chúng con đã làm được trong ngày hôm nay, con cũng kính hồi hướng đến ngài hòa thượng Thịnh Đức trụ trì chùa Đạo Quang đã ở tiểu bang Texas. Chúng con mong rằng ngài sớm được về nơi đất Phật, và phước báo nào chúng con đã trong sạch tạo được ra ngày hôm nay, con cũng kính dâng đến ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm thành tựu được đạo quả niết bàn. Và con cũng kính chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị cũng như mẹ ta luôn được tu tập tiến hóa và an vui trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 106. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Tapakaru Hichet Takolo Kasasatha Chanadam Maku Vido Vanda Mahantang Napu. Cha này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tôi thực giáo chủ trí năng vô lượng, tư đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát tát thát thu nô lô ca nó mình thát sa mi na ca rô cô sắp bình nhu bút thấp bát đi cù tí sanh nhá tu hoàn đà ma hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quy nhân vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh đầy dùng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý xuất thô xuất khách ta xa xa quá khô xích khà xuất ca mù quá rách thầm mát xích khá khô niên đà bất sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình ác tế giá tê chê, nát xếp khà mê ê, tú quá tha năng tác xà bí à nút vào quê, nát xá hát xà dê. Nát xếp chạy tú, cầu xin, tam bảo uy linh, cho con tấn hóa, thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Alo, quý vị thấy rõ bài ở trên màn hình không ạ? Nha, xà trú huynh châu phàng sĩ thiên vũ. Ma se ma se sahas se na ma se ma se sahas se na ma se ma se sahas se na. Câu số 2. Yo ya che tha sa tang sa mang Yo ya che tha sa tăng sa măng
yo ya che tha sa tăng sa bằng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa bằng. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa bằng. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa bằng. Bây giờ câu 3, câu 4 ha. Ê canh chấp hà quý tất tà năng, ê canh chấp pha quy tất tà năng, ê canh chấp pha quy tất tà năng. Câu 4. Mô hốt tâm ma bị u chắc dê, mô hốt tâm ma bị u chắc dê, mô hốt tâm ma bị u. Rồi, chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ê cành cha phà quý tát tà năng mô hôn tâm ma bí phù chát dê. Ê cành cha phà quý tát tà năng mô hôn tâm ma bí phù chát dê. Ê cành chắp phà quý tát tà năng mô hốt tâm ma bị phù chắc dê. Ai, câu 5, câu 6. Sa dê quá phù chắc na say yô, sa dê quá phù chắc na say yô, sa ye wa pu cha na say yo. Rồi câu 6. Danh che wa sa sa tăng hú tăng, danh che wa sa sa tăng hú tăng, danh che wa sa sa tăng hú tăng. À, bây giờ ôn lại câu 5, câu 6. Sa ye wa pu cha na say yo, yan che wa sa sa tăng hu tăng, sa ye wa pu cha na say yo, yan che wa sa sa tăng hu tăng, sa ye wa pu cha na say yo, yan che wa sa sa tăng hu tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mang. Ê cành cha phà quý tát tà năng mô hôn tâm ma phù cha dê. Sa dê quá phù cha na say yô, danh dê quá sa sa tăng hú tăng. Ma se sa ha se na yô ya che sa tăng sa măng. Ê cành cha phà quý tát tà năng mô hôn tâm ma bí phù cha dê. Sa dê quá phù cha na say yô, danh dê quá sa sa tăng hú tăng. Cái bài này chúng ta thấy cuối câu số 2, cuối câu số 4 đều là trường âm. Chính vì vậy cho nên chúng ta đọc một lần hai câu rất là nhẹ nhàng ha, thoải mái, rất là dễ đọc. Còn nếu mà chúng ta đọc liền một hơi thì nguy hiểm, dễ bị đứt hơi.
Mà nếu mà như vậy câu này chúng ta cũng có thể chia làm hai để mà đọc, thì tùy theo cái hơi của quý vị. Nhưng mà an toàn nhất á, là quý vị đọc một lần hai câu. Bởi vì cuối câu số 2 đều là trường âm à. Cho nên cái câu Phật ngôn này chúng ta đọc ba hơi là an toàn ha. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hôn ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na se yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. À, như vậy thì chúng ta cảm thấy dễ đọc ha. Và trong giọng kệ thì chúng ta cũng đọc một lần hai câu ha, để nương nhau à, để âm giọng nó nương nhau. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng ê canh cha pha quy ta ta năng mô hôn ta ma vi pu cha ye sa ye wa pu cha na se yu yanh che wa sa sa tăng hu tăng ma se ma se sa ha se na yo ya chi tha sa tăng sa măng e căn cha pha quyền ta ta năng mô ta ma bi pu cha ye sa ye wa pu cha na se yo yên ye wa sa sa tăng hu tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế từ cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Rồi xa thủ xa thủ xin mời Sít Mê Ta Sít Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết cùng kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, cùng kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Quý Bảo, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 106. Dạ, con cảm ơn Ngài đã đưa bài học lên. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e kan cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yan che wat sa sa tăng hu tăng. Dạ, con xin phân tích. Ma se là bốn trường âm thông thường. Xá, đoạn âm, hát, trường âm nhấn, xê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, vô, trường âm thông thường, giá, đoạn âm, chê, trường âm thông thường, thá, xá là hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá, đoạn âm, măng. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se ma se sa se na yo ya che tha sa tăng sa măng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. E trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá má bí là ba đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê
trường âm thông thường. Ê cần cha phà vi tắc tà năng mô hốt tà ma bi bồ cha dê. Dạ con xin phân tích tiếp câu 5 và câu 6. Sa dê là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm bu trường âm thông thường, chá đoạn âm na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại câu 5 và câu 6. Sa dê qua bù cha na say vô danh chê quách sa sa tăng hú tăng. Dạ con đọc lại hết bài. Ma sê sa hát sê na vô yết chê tha sa tăng sa măng. Ê cần cha phà vi tắc ta năng mô hút ta ma bi bồ cha dê. Sa dê wa bồ cha na say yô danh chê quách sa sa tăng hú tăng. Ma sê sa hát sê na yô yết chê tha sa tăng sa măng. Ê cần cha phà vi tắc ta năng mô hút ta ma bi bồ dạ cha dê. Sa dê qua bồ cha na say vô danh chê quách sa sa tăng hú tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma xê xà hát xê na Yô ya chê tha xà tăng xà măng. Ê cẩn cha pha quỳ tát ta năng mô hốt ta ma bì bù cha dê. Xà dê qua bù cha na say yô danh chê quát xa xà tăng hô tăng. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, dạ em cảm ơn chị Meta cho em biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 106 ạ. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa mang e canh cha pha vi ta ta nang mu hu ta ma bi bu cha je sa je wa bu cha na say yo danh che wa sa sa tang hu tang. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa mang ê cành cha phà quý ta ta năng mu ta ma mi bù cha dê. Sa dê qua bù cha na say vô danh chê qua sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Ma se là bốn trường âm thông thường, xá là đoạn âm, has là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường,
Ná là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, há xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa măng. Ê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá, má, bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Ê canh cha phà quý ta tà năng mu hút ta ma bi bù cha dê. Sa dê là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, was là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa ye wa bu cha na say yo yang che wa sa sa tăng hú tăng. Con xin đọc lại. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa mang e canh cha pha quy ta ta năng mu hu ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yang che wa sa sa tang hu tang. Con xin kể ạ. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e canh cha pha vi ta ta năng mu ta ma mi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yang che wa sa sa tăng mu tăng. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa mang e canh cha pha vi ta ta năng mu ta ma mi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yang che wa sa sa tang hu tang. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn. Hơn trăm năm tế tự là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lãnh chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Thiên Vũ, Quang Thanh, Chị Nát Ta và Kim Dung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ye che ta sa tăng sa mang e canh cha pha vi tát ta năng mu hu ta ma ti pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yanh che wa sa sa tăng hu tăng. Ma se ma se sa ha se na yo ye che ta sa tăng sa mang e canh cha pha vi tát ta năng mu hút ta ma ti pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yanh che wa sa sa tăng hu tăng. Dạ, con xin phân tích một và câu hai. Ma se ma se bốn thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
xá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ma se ma se sa ha se na yo ya che ta sa tăng sa măng. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, quý đoạn âm, trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá má ký đa đoạn âm, vu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ê canh cha pha huyết tà năng mú hút tâm vụ cha dê. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Sa dê là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, vu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, was trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú trường đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng huang. À, con xin đọc lại câu pháp cú số 106. Mai ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mang e can cha pha vi tat ta năng mu hút ta ma ti pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin lập kệ. Ma se ma se sa ha se na yo cha ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi tan ta năng mô hút ta ma ti pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yam che wa sa sa tăng hu tăng ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi tan ta năng mô hút ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con kính xin cảm ơn chị Tâm Hạnh là post bài, kính chị ơn sư trí đức, cảm ơn đạo tràng. Xin mời thượng hữu ạ. Dạ xin xuống mic. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e canh cha pha huy tát ta năng mu hút ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yanh che wat sa sa tăng hu tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ma se ma se bốn trường âm thông thường, xá bản âm, hát trường âm nhấn, se trường âm thông thường, ná bản âm, vô trường âm thông thường, giá bản âm, chê trường âm thông thường, thá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá bản âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá bản âm, pha trường âm thông thường, quý bản âm, táp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
mú, đoạn âm, hút, trường âm nhấn, tá, má, tí, ba đoạn âm, pu, trường âm thông thường, trá, đoạn âm, dê, trường âm thông thường, ê, canh, chá, pha, quy, tát, ta, năng, mu, hút, ta, ma, pi, pu, chá, dê. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Sa, dê, hai trường âm thông thường, quá, đoạn âm, pu, trường âm thông thường, trá, đoạn âm, na, trường âm thông thường, xây, trường âm nhấn, vô, trường âm thông thường, danh, trường âm nhấn, chê, trường âm thông thường, quát, trường âm nhấn, xá, xá, hai đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa dê quát u chát na xây vô danh chê quát xa xa tăng quốc tăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 106. Ma xê ma xê xa hát xê na vô giá chê tha xa tăng xa măng. Ê canh chá pha quy tát ta năng mô hút ta ma pi pu chát dê. Sa dê quá phù chát na xây vô danh chê quát sát sát tăng quốc tăng. Ma xê ma xê sa ha xê na vô gia chê tha ha sát tăng sa măng. Ê canh cha pha ha huy ta ta năng mu hút ta ma ha pi pu cha dê. Sa ye wa pu cha na sa yu yang che wa sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Hôm nay con xin đọc phân tích câu pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng. E can cha pha vi tat ta năng mu hút ta ma bi bù cha ye sa sa ye wa bu cha na say yo yan ye wa sa sa tăng hú tăng. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng. Ma se ma se là bốn trường âm thông thường, sa là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, ná là đoạn âm câu số 2, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4 ạ. Ê can chá phà vi tát tà măng mú hút tá má bí bù chá dê. Ê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tăng mú hút là trường âm nhấn, tá má là bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông
thường, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Câu số 5 và câu số 6. Sa dê vá bù chá na say yô yàn chê vách sá sá tăng hú tăng. Sa là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, u là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, vát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hết bài ạ. Ma se ma se sa ha se na yo yat che tha sa tang sa mang e can cha pha quyết tắc e can cha pha quyết tắc ta mang mu hút ta ma bi bù cha ye sa ye va bù cha na chay yo yan che quát sa sa tang hú tang ma se sa ha sê na yô yết chê thát sa tăng e can cha pha quý táp tà măng mú hút tá má bí bù chát dê sa dê vá bù chá na say yô yàn chê vát sa sa tăng hú tăng ma sê hê sa ha sê na yô yết chê thát sa tăng e can cha pha vi ta ta mang mu ta ma ha vi bu cha ye sa ye wa mu cha na say yo yan se wa sa ha sa tăng hu tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống mít, con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính hạ đảnh lễ sư trí đức. Con xin chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin kể và phân tích câu 106 ạ. Đọc ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mang ê cành cha phá vi ta ta nắng mu hút ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yanh che wa sa sa tăng hu tăng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ma là trường âm thông thường, se là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, xê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, pí là đoạn âm, pu là trường âm thông thường,
Chá là đàn âm, dê là trường âm thông thường. Ê cành cha phá quy ta tà nắng mô hút ta ma pi pù cha dê. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Sa là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quát là trường âm nhấn, xá xá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa dê quá bồ chán na say yô danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Dạ con xin được kệ ạ. Ma se sa ha se na yô ya chê tha sa tăng sa măng. Ê căng cha phá quy ta ta năng mô hút ta ma bì bù cha dê cha dê qua bù cha na xây dô dành chê qua xa xa tăng hù tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường như cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin xuống bách mời vị khác ạ. Đảnh đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý con kính đảnh sư Tuệ Đức mới vào đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 106. Ma se ma se sa hát se na yo ya che tha sa tăng sa măng e cành cha vào quy ta ta năng mu mu hút ta ma bi bù cha rê se sa rê qua bù cha na say đồ rành chê qua sa sa tăng hu tăng. Ma se ma se sa sa hát se na ro ra che tha sa tăng sa măng e canh cha pha quy ta ta năng mu hút ta ma bi bù cha ye sa re qua bù cha na say ro ranh che phát sa sa tăng hu tăng. Dạ con xin phân tích. Ma C, ma C là bốn trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, H là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, Ná là âm, Vô là âm thông thường, Giá là đoạn âm, Chê là trường âm thông thường, Thá, Xá là hai đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Xá là đoạn âm, Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se sa hát se na yo ya ya che tha sa tăng sa măng. E là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá má bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Ê canh cha
cha pha quy ta năng quy ta ta năng mô ta ma bi bù cha dê sa dê là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là theo giọng nguyên âm. Sa re wa bu cha na say ro ranh che wat sa sa tăng sa sa tăng hô tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế của bản dịch Hòa Thượng Xích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ma se ma se sa hát se na dù ra chê tha sa tăng sa măng ê canh cha qua quy tát ta năng mù hút tâm bi tâm ma bi bu cha ye sa re wa bu cha na say yo danh chê quát sa sa tăng hu tăng ma se ma se sa hát se na ru ra chê tha sa tăng sa măng e canh cha pha quy ta ta năng mù hút tâm ma bi bu cha re sa re wa bu cha na say yo che wa sa sa tăng hu tăng. Dạ con đã đọc sai, con có sai, mong ngài trí đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh bót bài. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ sư Trí Đức, quý sư, kính chào quý cô, quý bà, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào anh chị em trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý vị đã biết tín hiệu. Xin đọc kinh Pháp Cú 106. Dạ, xin đọc và phân tích ha. Ma se ma se sa hát se na yo ya che tha sa tăng sa măng. Dạ, ma se ma se là bốn trường âm thông thường, sa là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, na là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, ya là đoạn âm, che là trường âm thông thường, thá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, bạn hãy xin đọc hai câu đầu tiên. Ma se ma se sa hát se na yo cha ya che thá xá tăng xá măng. Ma se sa hát se na yo giá chê thái sát tăng xá năng. Dạ, và hai câu kế. Ê canh chá pha quý tắp ta năng. Ê canh chá pha quý tắp ta năng. Ê là trường âm thông thường. Canh là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Pha là âm trường âm thông thường. Quý là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
ê căng chát ta quý tách ta năng. Và câu thứ tư, mú hút ta má bí bí bù chá dê, mú hút ta má bí bù chá dê. Mú là trường lệch đoạn âm, xin lỗi, hút là trường âm nhấn, ta má bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, cha là đoạn âm và dê là trường âm. Thì hai câu ba câu bốn ha. Ê căng chá pha quý tắp ta năng mú hút ta má bí bù chá dê. Rồi câu năm câu sáu. Sa dê quá bù chá na say vô. Sa dê là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Danh chê quách xá tá tăng hú tăng. Danh là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, xá xá hai chữ xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc dương âm, hú là đoạn âm và tăng là trường âm đọc theo giọng dương âm. Dạ, yeah, xin đọc toàn bài ha. Ma se ma se sa hát se na yo cha che tha sát tăng sa năng e căng cha pha quy tắc ta năng bu hút ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo chan che wat sa sa tăng hu tăng. Yeah. Và bây giờ chúng tôi xin kể. Trước khi kể thì xin hỏi sư tí nữa, sư các nghĩa tại sao trong kinh Pháp Cú đó thỉnh thoảng có bốn câu mà cái kinh này có sáu câu thưa sư? Dạ. Không biết là có kinh họ đặt theo một cái thể thức gì không ạ? Dạ. Tí nữa xin sư hoan hỷ giải thích giùm. Ma se ma se sa hát se na yo ya che tha sa tăng sa lăng e căng cha pha vi tắt ta lăng mu hút ta ma đi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo chan danh chê quách xa xa tăng hú năng. Dạ, và xin kể lần nữa ha, cho trân tu quý vị hoan hỷ ha. Ma xê xa hát xê na vô gia chê ta xa thăng xa năng ê căng cha phá vi tất ta năng bu hút ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che wat sa sa tăng hu tăng. Và hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch ra tiếng Việt như sau là: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn sư, cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ xin mời Sistina lên đọc kinh và kệ ha. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính cảm ơn đạo huynh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài quý sư quý bà cô tu nữ và đạo trang. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 106. Ma se ma se sa han se na yo cha che tha sa tăng sa măng e căn cha pha quy tát ta năng mu hun ta ma thi bu cha ye sa ye wa bu sa ye wa bu cha na say yo
danh chê quát xa xa tận hữu tăng. Con xin phân tích số 1 và 2. Ma xê xa hát xê na dô chê chát thát xa tăng xa măng. Ma xê bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhẫn, xê trường âm thông thường, nã đoạn âm, dô trường âm thông thường, giá chê giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thả đoạn âm, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma xê ma xê xá hát xê na dù chê chê thá xá tăng xá măng. Câu 3 và 4. Ê trường âm thông thường, canh trường âm đọc theo giọng, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá má tí ba đoạn âm, pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ê canh chá pha quý tát ta năng hú hút ta má tí pu chá dê. Câu 5 và 6. Sa dê hai trường âm thông thường, quả đoạn âm, tu trường âm thông thường, trả đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhẫn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhẫn, chê trường âm thông thường, quát trường âm nhẫn, xã đoạn xá xá đoạn hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hướng đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa dê quá bù chát na say vô danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Ma xê sa hát xê na vô chát chê tha sa tăng sa măng. Ê canh chá pha út tát ta năng hú hút ta ma phi bù chá dê. Sa dê quá bù chát na say vô danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát, cũng dường vật tự tu, cũng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma xê, xa hân xê na, vô cha chê thá, xa tăng xa măng. Ê khăn cha phá, vì thân ta năng, bù hôn ta mơ thì bù cha về. Sa dê hoa bù cha na xê dù danh chê quan xa xa tăng hư tăng. Dạ, thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và ẩm tập tràng sử in cho con. Con kính mời được kế tiếp. Con xin kính chào sư trí đức, sư trẻ đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một người, hai người, ba người, bốn người. À, âm thanh nghe rõ, bốn người nghe quá rõ rồi. À, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 106. Ma xê, ma xê, xá hát xê, ná vô, giá xê, thá xá tăng, xá măng, ê, khành, xá phà, quý tắc, tà năng, mú hút, tá mắt, ní phù, chá dê, xà, dê, quá phù, chá na, xây, vô, danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Ma xê sa ha xê na vô giá chê tha sa tăng sa măng. Ê khanh cha phà quý tắc tà năng mu hút ta mắt như phù cha dê sa dê quá phù cha na xây vô danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Ma xê là bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhắn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu số 2, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3, ê trường âm thông thường, canh trường âm nhắn, giá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tác trường âm nhắn, ta trường âm thông thường,
Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Ma xê, ma xê, sa ha xê, na vô, giá xê, tha tha tăng, sa măng, ê khăn, cha phà, quý tắc, tà năng, mú khúc, ma phi phù, sa dê, sa dê, quá phù, cha nà, xây, vô, dành, chê, quá, sa sa tăng, hú tăng. Phân tích câu số 4. Mú đoạn âm, hút trường âm nhắn. Tá má tí ba đoạn âm, cù trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Câu số 5, xa dê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, nga trường âm thông thường, xây trường âm nhắn, đô trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, danh trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, quá trường âm nhắn, xá phá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Bố khúc ta má phi phù cha về xà về quá phù cha nà xây dồ dầm chề quá xa xa tăng hú tăng. Ma xê sa ha xê na vô giá xê tha sa tăng sa măng ê khăn cha phà quy tắc tà năng mu hút ta ma phi phù cha về xa về quá phù cha nà xây vô dành chê quát sa sa tăng hú tăng. Ma xê sa ha xê na vô giá xê tha sa tăng sa măng ê khăn cha phà quy tắc tà năng mu hút ta ma phi phù cha về xa về quá phù cha nà xây dồ dành chề quá sa sa tăng phú tăng. Ma xê sa ha xê na dồ ya chê tha sa tăng sa măng ê khăn cha phá quy tắc ta năng mu hút ta ma phi phù cha về xa về qua phù cha na say vô dành chê qua xa xa tăng hú tăng. Ma xê xa ha xê na vô ya chê tha xa tăng xa măng ê khăn cha phá quy tắc ta năng mù hụt ta ma phi phu cha về xa về qua phu cha na say vô dành chê qua xa xa tăng hú tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đây là bản dịch câu kinh pháp cú 106 của hòa thượng Thích Minh Châu. Xong rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tướng Đức Tăng trong đầu tràng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng, Sếp Thiên Vũ, Sếp Lào Cai, Smita và đã cho mình tôi biết là âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng ma tăng ê cần cha phà quý tất ta nung mâu hút ta ma bi bù cha dê xa dê qua bù cha na xây dô dành chê qua xa xa tăng hú tăng. Ma xê xa hát xê na dô giá chê tha xa tăng xa măng
ê cần cha phà quy tất tà năng mu hút ta ma bi bù cha dê xa dê qua bù cha na si yô dành chê qua xa xa tăng hú tăng. Cha con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Và con xin phân tích câu pháp cú số 106 và câu số 1 và câu số 2. Ma se ma se sa se na yo ya che tha sa tăng sa mong. Câu số 1, ma se là 4 trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu số 2, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm và măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê cành chá phà quý tách ta năng mu hút ta ma bi bù cha dê. Câu số 3, ê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, mu là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá má bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Và câu số 5 và câu số 6. Sa dê wa bu cha na si yo yan chê wa sa sa tăng hu tăng. Sa dê là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, si là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, vas là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Để con đọc lại nguyên câu 106. Ma se ma se sa se na yo ya che than sa tang sa mang e kan cha pha vi tat ta nang mu hut ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yan che wa sa sa tang hu tang. Ma se ma se sa se na yo cha chê tha sa tăng sa na măng e cành cha phà quy tất tà năng mu hút ta ma bi bù cha dê sa dê qua bù cha na si yô quanh dành chê qua sa sa tăng hú tăng. Dạ con xin kể câu pháp cú số 106. Ma sai ma se sa ha sin se na yo ya chi tha sa tang sa mong e kan cha pha wi tat ta nang mu hut ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yan che wa sa sa tang hu tang. Không có mình đánh bằng thay ai con kể thêm mình nữa. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mong e cảnh cha pha vì tận ta năng bồ hút ta ma bị bù cha ye
sa ye wa bu cha na si yo yan che wan sa sa tăng hu tâm. Dạ con đã đọc và kể xong. Cô có sai mong ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa lại dùm con. Cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Cảm ơn Sít Beta. Bây giờ mình tự không có nhìn thấy bằng tay của ai hết. Dạ đó. Bây giờ thấy bằng tay của Giang Nhật Hạ. Xin mời Giang Nhật Hạ. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 106 ngày hôm nay ạ. Dạ. Ma se ma se sa ha se na yo cha che tha sa tăng sa măng e can cha pha quy tát ta năng mu hút ta ma bi bù cha dê sa dê wa bù cha na say yo dành cha wa sa 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 tăng hu tăng ma se sa hát se na yo cha chê tha sa tăng sa măng e can cha pha quy tát ta năng mu hút ta ma bi bù cha dê sa ye wa bu cha na say yo yan cha wa sa sa tăng hu tăng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma se ma se là bốn trường âm thông thường, sa là đoạn âm, has là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, na là đoạn âm, yo là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, che là trường âm thông thường, thá, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma se ma se sa ha se na yo cha che tha sa tăng sa măng. Và câu số 3 và câu số 4. E can cha pha quy tát ta năng mu hút ta ma bi bu cha ye. E là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá, má, bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, e can chấp pha quy tát ta năng mu hút ta ma bi bu cha dê. Và câu số 5 và câu số 6. Sa ye wa bu cha na say yo yan cha wa sa sa tăng hu tăng. Sa ye là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, wa là trường âm nhấn, sa sa là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa ye wa bu cha na say yo yan cha wa sa sa tăng hú tăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Ma se sa ha se na yo cha che tha sa tăng sa măng. E can cha pha quy tát ta năng mu hút ta ma bi bu cha ye. Sa ye wa bu cha na say yo yan cha wa sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan cha wa sa sa tăng hu tăng.
ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang e can cha pha vi ta ta nang mu ta ma vi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yan cha wa sa sa tang hu tang. Dạ con đã đọc xong có sai, nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ bây giờ con xin mời Xích Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Thà, dạ. Dạ con kính lễ ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu, dạ. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mong e can va vi tap ta nang mu hu ta ma bi phu cha ye sa ye wa phu cha sa yo yam che wa sa sa tăng hú tăng. Con đọc lại. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mong e can cha pha vi tát ta mong mu hú ta ma bi phù cha ye sa ye wa phù cha na sa yo dành chề quá xá xa tầng hút tầng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tử, tế tử cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tử tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tử. Bản dịch qua Tụng Tích Minh Châu, con xin phân tích. Ma trường âm thông thường, ma xê bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, mân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se sa ha se na yo cha che tha sa tăng sa mang. E trường âm thông thường, can trường âm nhấn, trá đoạn âm, pha trường âm đọc thì giọng, đọc pha trường âm thông thường, quý đoạn âm ta trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc thì giọng nguyên âm, mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá đoạn âm, tá má, bí bà đoạn âm, phu trường âm thông thường, trá đoạn âm, ê trường âm thông thường, ê canh chá phà quý tắp, tà nằng mú hút, tá má, bí phù chá dề, xa trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, quá đoạn âm, phu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, xây trường âm nhấn, vô trường danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, was trường âm nhấn, xá đoạn xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng âm, hú trường âm nhấn, hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng âm, xa về quá phù cha na say yo yam che wa sa sa tang hu tang ma se sa ha se na yo cha che tha sa tang sa mang e can cha pha vi ta ta nang mu hu ta ma bi phu cha ye sa ye wa phu cha na say yo dành chề quá xa xa tầng hú tầng mà xề xa ha xề na dù cha chề tha xa tầng xa bằng e canh cha phà quý tắp
ta bằng mô hú mô hú ta ma bi phù cha về xà về qua phù cha nà xây dô dành chề quá xa xa tầng hú tầng tháng tháng bỏ ngàn vàng từ tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong chơi lá cúng dường bậc tự tu cúng dường còn tốt hơn hơn trăm năm tự tế tự tế tự bản dịch qua thượng thích Minh Châu. Dạ con đã đọc sai, con có sai, xin ngài đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con không có cái máy, con biết ai next rồi con trao mic lại. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 106. A se ma se sa ha se na yo yo ya che tha sa tăng sa mang e can chap pha quý tát ta năng mu hu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yan che wa sa sa tăng hu tăng ma se là bốn trường âm thông thường, sa là đoạn âm, h là trường âm nhấn, c trường âm thông thường, ná đoạn âm, vô trường âm thông thường, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá xá hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, xá đoạn âm, măng trường âm giọng nguyên âm, ê canh, ê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, táp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm giọng nguyên âm, mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá má pí ba đoạn âm, pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ta trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, quá đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, hú đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa mang e can cha pa vi tat ta nang mu hut ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na se yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. Bây giờ tự nhiên xin kể. Ma se ma se sa hát se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pa vi tap ta nang mo ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yan che wa sa sa tang hu tang ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa mang
ê căn cha pa vi tát ta năng mô ta ma pi bu cha ye sa ye va pu cha na say yo yan che va sa sa tăng hu tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã phân tích và xong, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ tự nhiên kính mời vị tiếp tục. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô nữ, cô tu nữ tại duyên. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức, Tự Đức cùng Chư Tân Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tại duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con thấy cô tại duyên xuống rồi, mà đồng hồ con thì đã gần 6 giờ rồi mà con không thấy ngài xuất hiện. Con cũng xin phép được trả bài. Dạ, nếu mà ngài đã trở lại máy và đến giờ học từ vựng thì ngài cho con một tín hiệu, con sẽ không trả bài. Dạ, vậy là ngài chưa ngài còn cho trả bài, con xin phép được trả bài. Câu pháp cú kinh số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ga che tha sa tăng sa măng e can cha pa vi ta ta năng mô ho ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na sa yo dành đề sa qua sa sa tăng hu tăng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ma se ma se bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm, dơ trường âm thông thường, giá đoạn âm, chê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma xê ma xê xá ha xê nà dơ giá chê thà sạp tăng xá măng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê canh, ê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú đoạn âm, huất trường âm nhấn, tá má bí ba đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ê canh cha pha vi ta ta năng mô hô ta ma bi bồ cha dê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sa dê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, trê chê trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa dê quá bù cha na xây vô dành chê qua xa xa tăng hú tăng. Ma xê xa ha xê na ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hot ta ma bi bu cha ya sa ye wa bu cha na
Sai yo dành chê quá sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Và đây là bản kiện ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích, nếu có sai con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e cảnh cha pha vì ta ta năng mu tam ma vì bố cha ye sa ye qua bu cha na say yo dành che qua sa sa tăng hu tăng ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e cảnh cha pha vì ta ta năng hộ tam ma vì bu cha ye sa ye qua bu cha na say yo dành che qua sa sa tăng hộ tăng. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thấy đồng hồ con là 6 giờ rồi, 5 giờ rồi, tức là đã 6 giờ ở Việt Nam. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Con nghĩ chắc con là người cuối cùng rồi. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh Ngài ạ. Dạ, sa thủ và con kính nhân mít đến Ngài. Alo, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ. Khi nãy Huynh, Đạo Huynh thắc mắc tại sao câu này tới 6, mà có chỗ thì có 4. Alo, Huynh, Đạo Huynh còn ở đây không? Rồi. Rồi, sa tu kính lễ Hà Tương Tổ Quán Không vừa đến với Pháp Hội. Trong cái thể thơ 8 từ, còn đối với Ngài Minh Châu 5 từ, rồi thể thơ Lục Bát, thơ Đường, thơ Ngũ Ngôn, rồi vân vân. Thì tùy theo phải như cái bài thơ đó mà coi như bốn câu hay là sáu câu hoặc là tám câu, không bắt buộc. Nhưng mà nói lên cái ý nghĩa của nội dung để truyền tải trong những cái từ đó, thì dài ngắn không quan trọng. Dài ngắn không quan trọng, không bắt buộc phải là 4 câu mà 6 câu cũng có, rồi có khi 2 câu cũng có nữa. Thì đây là những cái lời Đức Phật Ngài nói để gom những cái ý nghĩa mà người nghe họ hiểu, là tùy theo căn cơ của họ. Cho nên Huynh thắc mắc tại sao coi như ở đây 6 câu. Thì ví dụ như cái ông Bà La Môn đó, cái Phật muốn nói cho ta hiểu thì phải nói cho nó đủ từ. Nói sao mà ví dụ ông Bà Di Giác nó có ngắn ngủi, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, vâng vâng. Còn đối với chúng ta chắc rằng vô duyên, cho nên không sinh ra trong thời kỳ đó. Thì đối với tổ Phật ngôn này cũng vậy, Đức Phật này dùng những cái từ để diễn tả làm sao cho cái người nghe đó họ tiếp thu được,
họ giác ngộ được. Thì cái vấn đề này không bắt buộc phải là ngắn hay là dài. À, thì cái phẩm ngàn này à, huynh đạo huynh cũng thấy rồi, nói một câu thôi người ta nghe người ta hiểu, chứ đâu phải cần phải nói thật nhiều. À, cho nên khi mà nghe cái duyên sự rồi này á, rồi khi đó huynh có thể thắc mắc. À, rồi bây giờ chúng ta đi vào từ tuần ha, 6:03 rồi ha, 6:03 rồi. Hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị quá cao. Rồi bây giờ ma se ma se sa ha se na, ma se ma se sa ha se na. Chữ ma se do cái từ ma sa, do từ ma sa, nhưng mà ở đây chữ chữ ma xê này à, nó là một danh từ trung tính hả, akran nắp phung sắc nha. À, ma xá có nghĩa là tháng. À, nhưng mà ở đây được chia theo định sơ cấp, à, tức là sắp tâm lý vì phát tí ê có quá á, cho nên tháng mà hai cái từ tháng nó đi liền với nhau. À, nếu nói một cái từ tháng thì xem nó từ dài, nhưng mà hai cái từ tháng mà đi liền nhau thành ra một cái thành ngữ, một cái nhóm từ. À, hai cái từ tháng đi chung nhau thì người ta gọi là hàng tháng, hay là mỗi tháng. À, chứ còn chữ ma xê không là người ta chỉ biết một tháng thôi, nhưng hai từ ma xê đi chung với nhau thì người ta biết là hàng tháng hay là tháng tháng. À, rồi à, tháng tháng hả, à, hàng tháng hả. Rồi sa xê na, cái từ sa hát sa nó là một danh từ trung tính, akrantanapumsakalinga. À, nhưng mà thêm chữ e ná ở phía sau nữa. À, đây là một cách chia của định sử dụng cách, sử dụng cách sahasa sahasena. À, tức là ta thì giao về phát tiếng e câu quan trọng ná, thì chữ e ná đây có nghĩa là với, bằng một ngày, bởi vì chữ sahasa là một ngày, nhưng mà với một ngàn hoặc là bằng một ngàn. À, tiếp tục là hai, thêm câu số hai nữa để hai câu này bổ sung với ý nghĩa với nhau ha. Vô giác chề tha sát tăng sắp bằng, vô giác chề thát sát tăng sắp mần. Vô là người nào ha, giác chề tha là có thể cúng tế, có thể cúng tế. Rồi chữ sát tăng do chữ từ sát ta, sát tăng cầm, có thể cúng tế 100. Rồi chữ sa măng do từ sa ma, có nghĩa là bằng, có thể là bằng. Ồ, rồi sinh nhật quên sao trục trặc kỹ thuật hả, sa tăng là 100, à, sa măng là bằng, sa ma đó. Vậy thì hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Ma se ma se sa ha se na yo yat che tha sa tăng sắp mần, người có thể cúng tế 1.000 đồng tiền hàng tháng trong 100 năm.
người có thể cúng tế 1.000 đồng tiền hàng tháng trong 100 năm. À, đó là ý nghĩa. À, câu 1, câu 2. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa sa mang. Người có thể cúng tế 1.000 đồng tiền hàng tháng trong 100 năm. Trong 100 năm. Rồi bây giờ qua câu số 3. E canh chấp pha quý ta ta năng. E canh chấp pha quý ta ta năng. Chữ e canh chấp lý do cái từ e căn có quý cha. Vậy thì e canh giá ở đây có nghĩa là và một. Và một. Pha quý ta ta năng. Ở đây pha quý ta cộng với ác ta năng. Vậy thì pha quý tá có nghĩa là đã được tu tập, đã được phát triển do cái động từ pha quê tí. Rồi át ta năng do từ át ta có nghĩa là tự mình. Vậy thì pha quý tá ta năng đến một vị có bản thân đã được tu tập. Một vị có bản thân đã được tu tập. Pha quý tát ta năng. Một vị có bản thân đã được tu tập. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 4 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau hả? Mohotamapipu chakye. Mohotamapipu chakye. Chữ Mohotamapi ở đây chúng ta chúng ta chia nó ra ha. Tức là mô hút tăng cộng với áp ý. Cái chữ áp ý ở sau có nghĩa là dù ngay cả ha. Dù ngay cả. Rồi mô hút tăng có nghĩa là trong phút chốc. Mô hút tăng có nghĩa là trong phút chốc. Dù ngay cả trong phút chốc ha. Dù trong phút chốc hay là ngay cả trong phút chốc. Rồi bù chát về. Bù chát về. Bù chá dê là nên kính lễ, nên cúng dường, nên cúng lễ, nên kính lễ, nên cúng dường do cái động từ bù chá. Như vậy thì ở đây e cần chấp pha quy tắc ta năng mô hốt tâm áp phí phù chá dê. Hai câu này. Và người có thể lễ bái dù trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Hai câu này. Ê canh chấp hào quý tá tà nàng mô hốt tâm áp phí phù chát dê.
và người có thể lễ bái dù trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập, đến một vị và người có thể lễ bái dù trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Thiếu chữ trong phút chốc á, Mohotama đó. Và hai câu cuối cùng. Hai câu cuối cùng. Sa ye wa pu cha na si yo. Sa ye wa pu cha na si yo. Bốn từ. Chữ sa có nghĩa là ám chỉ về cái việc lễ bái đó do đệ tử ta. Chữ sa ha. Rồi chữ dê quá là cũng vậy. Đây là một căn từ cũng vậy. Rồi phu chát na đây là một danh từ nữ tính ha. Phu chát na là việc lễ bái, việc lễ lại, việc dân cúng. Phu chát na. Giống cái từ phu chát dê á. Rồi tiếp tục. Xây vô là tốt hơn. Từ này chúng ta đã học rồi ha, xây vô tốt hơn. Ba câu cuối cùng. Danh chê quá sơ sơ tăng hú tăng. Danh chê quá sơ sơ tăng hú tăng. Danh chê. Nếu việc ấy, chỉ chê là nếu, chỉ dân cộng với chỉ chê thành ra danh chê. Nếu việc ấy vá sa sa tăng là trăm năm, vá sa là năm mà sa tăng là trăm, vậy thì vá sa sa tăng là trăm năm. Rồi cái từ hú tăng vật tế lễ. Hú tăng là vật tế lễ. Vậy thì câu năm câu sáu sa ye wa pu cha na si yo danh ye wa sa sa tăng hú tăng. Sa ye wa pu cha na si yo danh ye wa sa sa tăng hú tăng. Hai câu cuối cùng. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm.
Vậy thì câu Phật ngôn 106: người có thể cúng tế 1.000 đồng tiền vàng hàng tháng trong 100 năm, và người có thể lễ bái dù chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn Phật tế lễ cả trăm năm. Xin lặp lại. Người có thể cúng tế 1.000 đồng tiền vàng hàng tháng trong 100 năm, và người có thể lễ bái dù chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn Phật tế lễ cả trăm năm. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: trăm năm bỏ cả thời gian, chí thần tế tự núi vàng rừng châu, chẳng bằng giấy lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Trăm năm bỏ cả thời gian, chí thần tế tự núi vàng rừng châu, chẳng bằng giấy lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Rồi, bây giờ chúng ta đi bàn dân sự ha. Còn 10 phút nữa thôi. Alo, quý vị hoan hỷ ha. Chỉ còn 10 phút nữa chúng ta nghe dân sự. Và 10 phút cũng đủ rồi. Câu Phật ngôn 106. Khi nãy có vị nào đọc là 156 đây không biết nữa, nhưng mà thật sự là 106 chứ không phải 156 ha. Câu Phật ngôn này được xuất phát tại chùa Trúc Lâm, liên quan đến một người bà con của Ngài Xá Lợi Phất, và đó là người chú của Ngài. Một hôm Ngài Sariputta đến thăm chú của mình, và Ngài hỏi người chú này: chú có bao giờ làm việc thiện chưa? Mà người chú của Ngài Xá Lợi Phất là một cái người theo Bà La Môn thờ thần lửa. Thì Ngài gặp ông chú và hỏi: chú bao giờ làm việc thiện chưa? Thì ông chú cũng đáp: có chứ, mỗi tháng tôi cúng 1.000 đồng tiền vàng. Ồ, như vậy thì chú cúng cho ai vậy? Thưa tôn giả, tôi cúng cho các đạo sĩ lõa thể. Vậy thì chú cúng cho những vị tu sĩ lõa thể đó để mong được cái gì? Thì ông chú mới trả lời: để mong được lên cõi Phạm Thiền. Ai bảo ông như thế? Các vị đạo sĩ đã bảo tôi, các vị thầy của tôi đã bảo như vậy. Này chú, cả chú và thầy của chú đều không biết con đường đi đến, đưa đến cái cõi Phạm Thiền. Chỉ có Đức Phật mới biết con đường đó mà thôi. Vậy thì hãy đi với tôi, tôi sẽ thỉnh Đức Phật chỉ cho chú thấy. Rồi Ngài Sariputta dẫn chú đến gặp Phật. Thì thỉnh Đức Phật chỉ bảo cho chú của mình biết con đường để đi lên cõi Phạm Thiên. Này bà, này ông chú, thì Đức Phật dạy
cái người chú của ngài Xá Lợi Phất này, ông Bà La Môn, dù ông có bố thí như thế này trong 100 năm cũng không bằng phước báo của một người có lòng tin, dù chỉ trong giây lát, biết tôn trọng đệ tử của Như Lai hay là cúng dường đệ tử của Như Lai, dù chỉ là một muỗng cơm mà thôi. Và Đức Phật ngài nói lên câu Phật ngôn 106. Chúng tôi đưa lên câu Phật ngôn này cho quý vị thấy. Ma se ma se sa se na yo ye a ye ke tha sa tang sa mang e kan cha pha u ta ta nang mo tam a pi pu cha ye cha ye wa pu cha na se yo yan ke wa sa sa tang hu tang Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. À, như vậy thì trong cái câu Phật ngôn này, nếu như huynh đạo huynh thắc mắc hỏi tại sao câu này tới sáu câu, bây giờ nếu bốn câu để chúng ta hiểu câu Phật ngôn này thì như thế nào? Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, đó là một vẻ. Vế thứ hai, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. À, thì chúng ta nghe có một cái sự phân vân, chưa ngã ngủ. Và cái hai câu sau cùng là hai câu kết, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Thì như vậy cái ông Bà La Môn này, chú của ngài Xá Lợi Phất, mà khi nghe hết câu Phật ngôn này thì mới phát sinh cái niềm tin, phát sinh niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật. Tức là một câu Phật ngôn sáu câu một bài sáu câu, có khi một bài bốn câu, đối với những người có căn cơ, có trình độ, có đủ nhân duyên, cái phước của họ đã ba la mật đã chín mùi, nghe bốn câu họ hiểu. Còn đối với các ông này tà kiến, phải là sáu câu trong cái bài này ông mới hiểu, và ông hiểu thì ông trở nên một người chánh kiến, có niềm tin nơi Đức Phật, và đã từ bỏ cái sự tin tưởng, tức là bố thí để được lên quả cần thiền, mà cả tháng, tức là coi như hàng tháng như vậy, tháng nào cũng vậy, ông bỏ cả ngàn đồng tiền vàng để 423 chưa có giác ngộ luôn mà. Là sao? Này tôi tử, trời ơi, đâu có giác ngộ là dễ. Thì bây giờ có muốn giác ngộ dễ thì được thôi. Cái gì ngộ ngộ là cứ giác đi. Cái gì ngộ ngộ là cứ giác. Giác này khi nào mà giác không nổi là thấy mới ngộ. Thấy khổ quá, khổ đất thì ngộ. Rồi, bây giờ với câu Phật ngôn này, chúng ta thấy Pháp chủ cầu mong độ chú mình, thoát vòng tà kiến của vua minh, dẫn ông đến Phật nhờ Phật thuyết chánh pháp cho ông khởi đức tin. Phật dạy dầu ông cúng lửa thần trăm năm lo lắng thật chuyên cần, không bằng một phút giây sùng kính các bậc thinh văn tu chánh chân. Thì như vậy với câu Phật ngôn này chúng ta áp dụng trong cuộc sống như thế nào? Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ngày 23 dương tán về trời, đó là một cái tín ngưỡng nhân gian. Mà tín ngưỡng nhân gian thì quý vị thấy nhất là cầu sông buông quý vị thấy người ta phóng sanh cá chép ta thả mua. Ngày hôm nay cá chép bán đắt lắm,
là để phong trần. Phong trần để làm gì? Để ông Táo cởi cá chép về Vương Ngọc Hoàng Thượng Đế, vượt vũ môn mà về Vương Ngọc Hoàng Thượng Đế tâu trình những cái công ăn việc làm trong gia đình của mình suốt một năm qua, thì mình phải có phương tiện cho ông Táo không đi ha. Vậy thì bây giờ ở ngoài cầu Xuân Buôn này người ta phóng sanh nhiều lắm, quá trời. Nhưng mà quý vị biết phóng sanh như thế nào? Phóng sanh không phải là đem lại sẽ an lạc cho chúng sanh đó, mà phóng sanh này có nghĩa là quý vị thấy đau khổ lắm, đau khổ lắm chứ không phải là sung sướng. Phóng sanh mà thật sự ra đó là sát sanh chứ không phải là phóng sanh. Tại sao có câu nói phóng sanh thì lên thiên là xuống địa ngục, mà sát sanh là lên thiên đường? Phóng sanh thì đi địa ngục, mà sát sanh thì lên thiên đường. Phóng sanh bằng cách thế này, dưới cầu sông Buôn họ đứng yên cầu đó. Rồi cá họ mở bọc, họ đổ trút xuống dưới. Mà quý vị biết à, sông Buôn đâu phải hồi nào nước cũng lớn đâu, nước cặn quéo mà từ ở trên cầu mà thả xuống thì mấy cá chết ngắt hết. Hoặc là nhiều khi họ xuống ở dưới đứng sát dòng nước như vậy. Nhưng mà phóng sanh kiểu của người ta trong một cái bịch ni lông như vậy, họ thảy luôn cả một bịch ra dòng sông thì cá gặp nước thì mừng lắm. Nhưng mà bị bịch ni lông cột cứng ngắc như vậy thì làm sao mà nó sống nổi? Thì cái đó là sát sanh, cái đó là sát sanh. Ở trên cầu mà thảy xuống cả ao không chết cũng là lạ quá. Chiếc chim ở đâu chạy vô mà coi như cười nó còn la tà tiếng. Trời ơi, hay ngày 23, đây là một cái mà người ta nghĩ rằng mua mấy cá chép thả để cho ông Táo ông cởi ông đi về trời. Cái chuyện đó cũng giống như cái ông này nè, cúng cho những đạo sĩ loa thể để rồi được mong về cõi Phạm Thiên. Thì đó là những điều chúng ta thấy trước mắt này. Sát sanh thì lên thiên đường, mà phóng sanh thì đi xuống địa ngục. Điều này quý vị nên hiểu. Sát sanh là sát cái gì? Sát sanh ở đây có nghĩa là những cái tư tưởng bậy bạ, những cái tà kiến, những tham, những sân, những si. Khi mà những cái đó mà nó sanh khởi thì chúng ta phải diệt nó, giết nó, cho nên gọi là sát sanh. Còn phóng sanh đi xuống địa ngục, tại sao? Bởi vì cái tâm của chúng ta nó bay nhảy mà không có thu thúc. Khi mà không thu thúc thì chắc chắn là đừng phải nói địa ngục, thì tới đâu chứ hả? Mình đi mà không biết đường về nữa ha. Đúng vậy á. Rồi có mà xiết pháp nguồn lầu cai mà nó đúng vậy thì câu kết thúc cho rồi chứ, hết giờ rồi. Có người mà hưởng ứng như vậy thấy thành công rồi ha. Rồi bây giờ là 6:31 buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Xin chư thiên quan điểm công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện, xin ngoài lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thiên chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha va chê na sa tu vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội hiện hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.